Tháng 7 cô hồn được trời thương Phật độ, tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984, ăn nên làm ra, tiền tài như ý, lộc lá đầy nhà, giàu sang hết phần thiên hạ. Minh được tử vi hoan hỷ chào đón quý anh chị tuổi Giáp Tý đã quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp. Mến chúc quý anh chị luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Mới đây nhất, khi xem lá số tử vi của 12 con giáp trong tháng 7 âm lịch năm Quý Mão 2023, bất ngờ thần đồng tin tri Ấn Độ đã tiết lộ rằng người tuổi Giáp Tý là một trong những con giáp may mắn nhất trong tháng 7 âm lịch tới đây, lội ngược dòng số phận mà vận trình được nhiều cát tinh trợ mệnh, thần tài ưu ái, quý nhân tương trợ, quý anh chị có nhiều vận may bất ngờ, tài lộc thăng hoa, tình tiền viên mãn. Vậy, vận trình cụ thể của quý anh chị tuổi Giáp Tý trong tháng 7 âm lịch tới đây sẽ diễn ra như thế nào? Làm sao để giải hung hoa cát? Làm sao để đón vận may đến với mình? Thì ngay sau đây, xin mời quý anh chị tuổi Giáp Tý cùng theo dõi luận giải nội dung chi tiết nhé. Tháng 7 cô hồn được trời Phật thương tình, tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984, ăn nên làm ra, tiền tài như ý, lộc lá đầy nhà, trả sạch nợ nần, giàu sang hết phần thiên hạ, nếu biết được điều này. Trong số 12 con giáp, chuột được chọn là con vật tiên phong, dẫn đầu. Bởi vậy, những người thuộc tuổi này thường có tài năng lãnh đạo, quản lý rất tốt. Hơn nữa, những người tuổi Giáp Tý còn được mọi người ngưỡng mộ bởi sự thông minh, sáng tạo, nhanh nhẹn, tháo vát của mình. Với người phương Đông, chuột là biểu tượng của sự thông minh và giàu có. Người Trung Quốc quan niệm rằng chuột tượng trưng cho ý chí và lòng dũng cảm. Con vật này có thể tích lũy cho mình một lượng lương thực lớn bằng sự nhanh nhẹn, mưu trí. Chuột là con vật đứng đầu tiên trong số 12 con giáp, đại diện cho sự quyền lực, thông minh và nhanh nhẹn. Những người tuổi Giáp Tý, dù trong hoàn cảnh nào họ cũng có thể thích nghi một cách nhanh chóng, càng khó khăn, họ càng tỏa sáng. Đa số những người này thường rất thành công trong cuộc sống, dù đi lên từ hai bàn tay trắng, nhưng họ có thể trở thành người quyền lực và giàu có. Trong các cuộc cạnh tranh, tuổi Giáp Tý luôn là đầu tiên giành được vị trí chiến thắng, dù đối thủ có mạnh đến cỡ nào, họ cũng sẽ cố gắng chinh phục, họ thích thử thách sức mạnh của bản thân bằng cách đối đầu với nguy hiểm, những việc mà không ai dám làm, thì tuổi Giáp Tý lại sẵn sàng tiên phong, điều đó khiến họ đạt được thắng lợi vẻ vang, nhưng cũng có khi khiến họ vấp phải thất bại nặng nề. Tuổi Giáp Tý có khả năng điều khiển được cảm xúc và suy nghĩ của bản thân, tự chủ và cẩn thận là hai tính cách tiêu biểu nhất của họ. Họ có rất ít bạn, nhưng những người bạn đó thực sự chất lượng, đáng trân trọng. Theo đuổi một cuộc sống giàu sang là mục tiêu chính trong cuộc đời của tuổi Giáp Tý muốn hướng tới. Những người tuổi Giáp Tý thường có cuộc sống giàu có, không sợ thiếu thốn, nhưng họ luôn tạo cho mình thói quen chi tiêu tiết kiệm, vừa phải. Dù rất cẩn thận, nhưng đôi lúc mất cảnh giác, tuổi Giáp Tý bị kẻ xấu lợi dụng lừa gạt tiền bạc, tài sản. Những người tuổi Giáp Tý thường là người tiên phong dẫn đầu trong công việc, họ có tài lãnh đạo và luôn đóng góp những ý tưởng độc đáo. Sáng tạo khi làm việc tập thể, họ sẵn sàng đối mặt với những khó khăn để đem lại thành công, sự giàu sang cho mình. Họ sẽ không bao giờ hứng thú với những công việc nhàm chán, đơn giản, tuổi Giáp Tý muốn thử sức mình trong những lĩnh vực khó khăn, khắc nghiệt hơn. Họ dành cả đời để theo đuổi tiền bạc và địa vị, nếu như không có hai thứ đó, cuộc sống của tuổi Giáp Tý tưởng chừng như không còn ý nghĩa. Những người này có đầy nhiệt huyết, tận tâm hết mình khi ở một vị trí cao, tổ chức lãnh đạo người khác mới là công việc đem lại cho họ sự hứng thú. Chỉ cần là lĩnh vực tuổi Giáp Tý yêu thích, họ sẽ cố gắng phát triển, thể hiện tài năng của bản thân và quyết tâm đem về cho mình sự thành công. Càng khó khăn, gian nan, người này càng kiên trì tỏa sáng, họ không những được mọi người yêu quý, mà còn khiến ai ai cũng phải kính trọng, nể phục tài năng của mình. Tuổi Giáp Tý giỏi trong việc kiếm tiền, nhưng họ không chi tiêu hoang phí, ngược lại còn rất tiết kiệm, họ là những người cởi mở, thân thiện trong cuộc sống, luôn tốt bụng giúp đỡ mọi người xung quanh. Họ có khả năng điều khiển cảm xúc, hành động của bản thân, không bao giờ mất tự chủ trong nóng giận. Bởi vậy, họ xây dựng được nhiều mối quan hệ thân thiết, gắn bó. Tuổi Giáp Tý thực sự là những con người của công việc, họ lúc nào cũng trong trạng thái suy nghĩ bận rộn. Những người này thích nhận xét, đánh giá và chỉ đạo người khác, điều đó đôi khi khiến đối phương cảm thấy khó chịu, tức giận, nhưng đã là thói quen thì dường như tuổi Giáp Tý khó có thể thay đổi được. Do sự thân thiện và cởi mở của mình, tuổi Giáp Tý có rất nhiều bạn bè tốt, gắn bó suốt cuộc đời, họ tôn trọng những người bạn của mình và sẵn sàng giúp đỡ khi những người đó gặp khó khăn.
Trên phương diện tình yêu, tuổi Giáp Tý khá đa tình, họ có thói quen lưu giữ lại những kỷ niệm của tình yêu trong căn phòng của mình. Những người này khi đã yêu rất nghiêm túc và có trách nhiệm, họ có xu hướng tìm kiếm tình yêu vĩnh cửu trong cuộc đời. Tuổi Giáp Tý có trí nhớ khá tốt, điều đó khiến họ thu thập và lưu trữ một lượng lớn thông tin khổng lồ. Hỏi anh ta về bất kỳ lĩnh vực gì, tuổi Giáp Tý sẽ chia sẻ một cách cởi mở nhất. Nếu như bạn đang lo lắng sợ họ sẽ gặp nguy hiểm, thì tốt hơn bạn nên lo cho bản thân mình, bởi bản năng của những người này là chinh phục khó khăn, thử thách, nguy hiểm. Tuổi Giáp Tý nhanh nhẹn thích nghi với sự thay đổi của hoàn cảnh, làm công việc gì, họ cũng nhất định phải đạt được thành công như ý mới thôi. Tuổi Giáp Tý tuyệt đối không để mình thua kém một ai, đôi khi những tham vọng về công danh, địa vị, tiền bạc khiến cho những người này trở nên thực dụng trong mắt mọi người. Tuổi Giáp Tý khá cẩn thận và nghiêm khắc trong công việc, nếu trở thành người lãnh đạo, họ sẽ giám sát nhân viên của mình rất kỹ càng, không một hành động sai trái nào có thể lọt qua được tầm mắt của người này. Họ tuyệt đối không thích ưa nịnh và không bao giờ hợp tác với những người lười biếng, há miệng chờ sung, họ không bao giờ chi tiêu một cách hoang phí. Trong mắt mọi người, tuổi Giáp Tý rất cẩn thận và chặt chẽ, chẳng ai có thể lấy đi bất kỳ thứ gì của họ. Tuổi Giáp Tý rất kín đáo, nếu là những chuyện bí mật, họ sẽ không chia sẻ ra bên ngoài. Người này sống rất giàu tình cảm, họ yêu thương, quan tâm, chăm lo hết mực cho gia đình của mình. Dù rất bận với công việc, nhưng họ luôn biết cách sắp xếp thời gian để bên cạnh gia đình, tận hưởng không khí ấm áp, hạnh phúc. Đường tình duyên của những người tuổi Giáp Tý phải trải qua khá nhiều khó khăn, thử thách và những lúc thăng trầm. Khi họ dành trọn vẹn tình cảm cho một ai đó, họ luôn muốn đối phương phải đáp trả tình cảm của mình. Những người này rất biết nhường nhịn, hy sinh trong tình yêu, tuy nhiên họ không thích nghi được với sự bó buộc, mất tự do. Nữ giới tuổi này khi yêu rất trung thủy và có thể hy sinh tất cả vì người mình yêu, họ sẽ trở thành người phụ nữ của gia đình, hết mực chăm lo cho chồng con. Nam giới tuổi Giáp Tý coi trọng hôn nhân và hạnh phúc gia đình, tuy có xảy ra mâu thuẫn nhưng họ luôn cố gắng nhường nhịn, hàn gắn tình cảm. Nam giới tuổi Giáp Tý khi yêu luôn thể hiện sự dịu dàng, quan tâm sâu sắc đến một nửa bên kia, họ biết nhường nhịn và chia sẻ, cho đi nhiều hơn là nhận lại. Đầu tiên là đánh giá tổng quan vận trình của tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984, đúng tháng 7 âm lịch năm 2023. Tháng 7 âm lịch năm 2023, tháng Canh Thân, năm Quý Mão, bắt đầu từ ngày 16 tháng 8 năm 2023, kết thúc vào ngày 14 tháng 9 năm 2023 dương lịch. Thiên can canh kim, địa chi thân kim, đặc trưng, thiên sinh địa khắc, kim khí tàng tài khí. Tử vi tháng 7 năm 2023 của 12 con giáp âm lịch, bất chấp tháng cô hồn với những đồn đoán xui xẻo, thì cuộc sống của con giáp tuổi Giáp Tý lại khởi sắc, cũng vì họ luôn tin vào năng lực của mình hơn là may rủi, thứ mà họ không thể nào kiểm soát được. Nhìn chung, vận trình của người tuổi Giáp Tý có nhiều điểm sáng trong tháng 7 năm 2023, từ trong công việc cho tới tiền bạc và mặt tình cảm. Khi bạn hiểu rõ vai trò của mình trong từng việc, có góc nhìn lạc quan, thì mọi thứ sẽ thuận lợi hơn. Điều đáng mừng nhất đó là tháng này mọi công sức của bản mệnh đã được ghi nhận, nhờ thế mà cuộc sống an vui, rực rỡ. Không những thế, bạn cũng có nhiều thời gian năng lượng đi giúp đỡ những người xung quanh mình. Nguyệt lệnh lâm thai mang lại khả năng học hỏi không ngừng cho bản mệnh, nhờ thế mà bạn sẵn sàng mở lòng với mọi người, luôn biết lắng nghe, chịu khó thu lượm kiến thức, học thêm từ những người đi trước. Khi cái tôi được hạ bớt thì cũng là lúc các mối quan hệ được trở nên tốt đẹp hơn, lúc này bạn được nhiều người yêu mến vì sự hài hước và dễ gần của mình. Chính tài ghé thăm cho thấy tình hình tài chính đã ổn định và đang ngày càng tốt lên, giúp bản mệnh có cuộc sống khấm khá hơn. Tuy nhiên, có thể vì làm lụng quá nhiều, vất vả trong thời gian dài vừa qua nên sức khỏe của bản mệnh đang giảm sút. Chi tiết cụ thể từng phương diện chính như sau. Về mặt sự nghiệp, bước sang tháng 7 âm lịch, người tuổi Giáp Tý dù chưa có kế hoạch nào đột phá hoặc thực hiện những việc lớn lao nào, nhưng may mắn là mọi thứ đã đi vào khuôn khổ. Nhìn chung, những lo lắng trước đây của bản mệnh đã được giải tỏa, tháng này có thai nhập mệnh, giúp cho tinh thần của người tuổi Giáp Tý trở nên phấn chấn hơn bao giờ hết. Với thành quả nho nhỏ đang có, bạn bắt đầu mơ mộng hơn về một điều gì đó lớn lao hơn trong tương lai. Đừng ngần ngại mà không dám ước mơ, cho dù ai đó cho rằng bạn không thực tế thì cũng đừng quá quan tâm. Hãy kiên định thực hiện đam mê của mình, rồi kết quả sẽ là câu trả lời xác đáng nhất. Với những gì bạn học hỏi được, hãy thử thực hành vào cuộc sống. Nếu có gì sai sót thì cũng đừng ngại nhé. Hãy giữ vững niềm tin rằng, trăm hay không bằng tay quen, cứ thử đi thử lại và làm nhiều lần,
bạn sẽ trở thành thuần thục lúc nào không hay. Về phương diện tài lộc, Bát Bạch nhập cung chính tây, cơ hội kiếm tiền xuất hiện trước mắt, liệu bạn có thể nắm lấy và khiến cho tiền đổ đầy túi bạn hay không? Hãy mạnh dạn và liều lĩnh hơn một chút nhé. Tháng mới hứa hẹn, con giáp tuổi Giáp Tý có tài lộc dồi dào mà chính bạn cũng không thể ngờ tới, vì đây là tháng cô hồn nên bạn không quá kỳ vọng. Thế nhưng khi chính tài ghé thăm, mang đến tin vui về tiền bạc thì hãy sẵn lòng đón nhận nhé. Tử vi tháng 7 năm 2023 tuổi Giáp Tý âm lịch, lúc này bạn có của ăn của để với số tiền tiết kiệm được, sau thời gian dài không dám chi tiêu thì đó thực sự là thành quả đáng mừng. Có thể bạn bắt đầu nghĩ tới việc mua sắm, chi tiêu hay mua ngay món đồ xa xỉ mà mình thích để thỏa mãn hay bù đắp cho thiếu thốn trước đây. Thế nhưng, nên nhớ rằng đó là cái bẫy tài chính rất nguy hiểm, dù kiếm được nhiều hơn, cũng đừng vội thay đổi phong cách sống của mình. Nếu có thể, hãy theo đuổi lối sống tối giản một cách thông minh, vì đó là cách mà bạn vừa đảm bảo cuộc sống vật chất lẫn tinh thần, nhưng sẽ không bao giờ hoang phí số tiền mà bạn làm ra. Về phương diện tình cảm, tam hợp nâng đỡ giúp vượng nhân duyên, những cặp vợ chồng cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ hơn khi tình hình tài chính đã được đảm bảo. Người độc thân rất vui với những cuộc hẹn hò với người khác giới, hứa hẹn bạn sẽ tìm được một nửa ưng ý trong thời gian này đấy. Tháng này, con giáp tuổi Giáp Tý trở nên mơ mộng và có phần thiếu thực tế hơn trước đây rất nhiều, nuôi dưỡng những kỳ vọng không có gì là sai. Nhưng đừng vì thế mà chạnh lòng khi so sánh cuộc sống của mình với người khác, hãy biết hạnh phúc và hài lòng với những gì mình đang có bạn nhé. Có người chồng, vợ thấu hiểu, yêu thương, bạn đã bớt đi tâm so sánh một nửa của mình với người khác, tiền bạc không còn là thước đo như trước đây. Người tuổi Giáp Tý nhận ra rằng, khi họ quan tâm tới bạn từng chi tiết nhỏ để chăm sóc cho bạn, đó mới thực sự là điều đáng quý. Về mặt sức khỏe, tử vi tháng 7 năm 2023 tuổi Giáp Tý âm lịch, ảnh hưởng không nhỏ của Bạch Hổ hung tinh, mang điềm báo không tốt, bất lợi cho sức khỏe của con giáp tuổi Giáp Tý trong tháng này. Nếu ai đang có bệnh thì nên tìm cách chữa trị kịp thời, đừng vì ngại hay sợ mất tiền mà không tuân thủ theo phác đồ điều trị. Bản mệnh chớ nên vì tham công tiếc việc mà làm việc quá sức, bạn sẽ nhận ra rằng cố gắng kiếm thêm được chút tiền nhưng lại không hoàn toàn xứng đáng để đánh đổi với sức khỏe của mình. Đây là thời điểm lý tưởng để cân bằng lại cuộc sống khi mà các dự án của bạn đã ổn định hơn. Hãy chăm sóc sức khỏe của bạn đúng cách, đừng quá phụ thuộc vào thuốc thang, sẽ ảnh hưởng về lâu về dài. Và bây giờ là vận trình chi tiết từng tuần và cẩm nang vượng vận của tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984, đúng tháng 7 âm lịch. Tử vi tuần 1, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 tháng 7 âm lịch. Sự nghiệp của bản mệnh phát triển khá ổn định trong tuần lễ này, đặc biệt là vào thời điểm đầu tuần. Thiên ấn và chính ấn cho thấy đây chính là lúc để bạn khẳng định bản thân, gây ấn tượng cho người làm lãnh đạo, bạn có thể đạt tới một vị trí cao, dựa vào sức của chính mình. Tài lộc của bản mệnh Giáp Tý có dấu hiệu tăng tiến nhanh chóng vào cuối tuần, vì vậy trên thực tế tuần này có thể là một tuần vất vả không nghỉ ngơi của bạn đấy. Tuy nhiên, đến khi cầm được đồng tiền trên tay, bạn sẽ thấy rằng những gì mình đã đánh đổi là hoàn toàn xứng đáng. Chuyện tình cảm không quá êm ấm, nhưng có dấu hiệu cải thiện vào cuối tuần, trải qua nhiều trắc trở. Hai người đã dần tìm được cách dung hòa và bao dung cho nhau, tương lai đôi bên sẽ ngày càng trân trọng nhau hơn nữa. Nhờ có sao Thái Dương chiếu mệnh cho thấy, người độc thân vốn có nhân duyên khá tốt, các mối quan hệ của bạn phát triển một cách hài hòa, nếu bạn chịu mở lòng hơn với mọi người, thì rất có thể bạn sẽ tìm được một người thích hợp hoặc một cơ hội đáng quý, chớ nên chần chừ do dự quá lâu, bởi cơ hội sẽ chẳng chờ đợi ai. Quý nhân, Ngọ, Mão, tiểu nhân, Hợi, Tỵ, màu sắc may mắn, đen, đỏ, con số phát tài, 36, 81, 99. Tử vi tuần 2 từ ngày mùng 8 đến ngày 15 tháng 7 âm lịch. Phương diện tình cảm của người tuổi Giáp Tý đạt được những bước tiến đáng ngưỡng mộ, đặc biệt là trong khoảng thời gian giữa tuần. Sự nghiệp của bản mệnh phát triển không mấy ổn định trong tuần này, có nhiều khi bạn tưởng mình đang thuận lợi, nhưng lại có rắc rối bất ngờ xảy đến. Cũng có lúc bạn thất vọng vì gặp khó khăn, nhưng ngay sau đó lại được người trợ giúp. Vì thế, thời điểm này, bạn cần giữ trạng thái tinh thần ổn định, thắng không kiêu bại không nản. Vận trình tài lộc không có nhiều điểm sáng, cả tuần này bạn sẽ phải làm việc tương đối vất vả với mong nhận lại được một phần thành quả. Thiên tài cho thấy một vài người có thể có may mắn trúng thưởng, trúng số, nhưng khoản tiền không đáng là bao, không thể dựa dẫm vào số tiền đó. Sao Thiên cầu chiếu mệnh chỉ ra rằng
bản mệnh dễ rơi vào tình trạng lao lực vì làm việc quá vất vả, bạn cần phải cân đối giữa sự nghiệp và cuộc sống. Cũng không nên ôm hết việc vào người, nếu thấy những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể thì cũng nên gác lại công việc, dành thời gian quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn. Quý nhân, Thìn, Sửu, tiểu nhân, Hợi, Dậu, màu sắc may mắn, đen, tím, con số phát tài, 44, 72, 68. Tử vi tuần 3, từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 7 âm lịch. Tiếp nối tử vi tuần trước, dù đầu tuần người có đôi có cảm giác hòa hợp với nửa kia, nhưng sau đó mâu thuẫn lại nhanh chóng nảy sinh. Có thể là hai người đều chưa đủ tin tưởng nhau, nên mới dễ tranh cãi vì những chuyện nhỏ nhặt như vậy, độ bên cần trò chuyện, tâm sự với nhau nhiều hơn. Tình hình tài lộc của người tuổi Giáp Tý chủ yếu rực rỡ vào đầu tuần và giữa tuần. Thực thần cho thấy bạn sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng với công sức của mình. Bên cạnh đó, người làm đầu tư, kinh doanh cũng có thể tìm hiểu được những đối tác đáng tin cậy. Tuy nhiên, sự nghiệp của bản mệnh chưa chắc đã được thuận lợi như thế. Thương quan và kiếp tài xuất hiện mang lại cho bạn nhiều điều phiền phức. Tuần này tốt nhất là bạn không nên mâu thuẫn với cấp trên và đồng nghiệp, có chuyện gì thì nên bình tĩnh thảo luận với nhau. Trên phương diện chi tiêu, đại hào lại cho thấy bản mệnh cần có cách chi tiêu hợp lý, không nên thích gì mua nấy, tiêu xài quá mức phung phí mà không quan tâm đến đồng lương của mình. Bạn không nên vung tiền để bằng được người này, người khác, bạn nên tiết kiệm nhiều hơn để dự phòng cho tương lai. Quý nhân, Sửu, Dần, tiểu nhân, Tuất, Tỵ, màu sắc may mắn, đỏ, trắng, con số phát tài, 72, 66, 91. Tử vi tuần 4, từ ngày 23 đến ngày 30 tháng 7 âm lịch. Những người tuổi Giáp Tý làm công ăn lương phải đối diện với đủ loại thử thách trong tuần này. Vì vậy, bạn chớ nên đầu hàng nghịch cảnh, hãy bình tĩnh khi giải quyết khó khăn, bởi mọi chuyện đâu rồi sẽ có đó, sự căng thẳng chỉ khiến tất cả thêm phần rắc rối mà thôi. Ngược lại, người làm đầu tư, kinh doanh có cơ hội phát tài ngay từ đầu tuần. Thiên tài và thực thần cho thấy, cơ hội làm ăn đến với bạn tới tấp, bạn chỉ cần bình tĩnh và lựa chọn xem đâu là cơ hội phù hợp với khả năng của mình. Chuyện tình cảm có vui có buồn, bạn cần trân trọng hơn những phút giây ở bên người ấy, hai người không tránh khỏi những khi mâu thuẫn. Nhưng quan trọng là đôi bên sẽ khắc phục điểm khác biệt ấy như thế nào, chớ hành động nóng nảy theo cảm xúc nhất thời của mình. Sao tử vi hứa hẹn sẽ mang lại may mắn hơn cho người tuổi này nếu còn trẻ tuổi, bạn hãy không ngừng cố gắng rèn luyện bản thân. Thách thức hoàn cảnh, luôn ở trong tư thế sẵn sàng chờ đón những cơ hội tốt đẹp sẽ tới trong thời gian sắp tới. Quý nhân, Sửu, Hợi, tiểu nhân, Mão, Mùi, màu sắc may mắn, hồng, xanh, con số phát tài, 46, 19, 87. Sau đây, Minh Đường Tử Vi xin được tiết lộ với quý vị về những tháng sinh may mắn nhất của tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984, trong tháng 7 âm lịch. Có ngôi sao tài lộc phù hộ, làm ăn phát đạt, tiền bạc rủng rỉnh, phú quý dồi dào. Hãy đón xem đó có phải là tháng sinh của mình hay không, quý vị nhé! Vận mệnh của người tuổi Giáp Tý, sinh tháng 6 âm lịch. Tháng 6, âm lịch rơi vào tiết Tiểu Thử, dương khí vượng, trời đất tươi sáng, cây cối xanh tươi. Người tuổi Giáp Tý sinh vào tháng này, tính tình sôi nổi, sức khỏe tốt, tuy nhiên nên sống gần ao hồ, sông suối, gần với nguồn nước thì tốt hơn cho vận thế, sau này dễ làm nên đại nghiệp. Đây là người đi lên từ khốn khó, tay trắng làm nên sự nghiệp, tổ tiên phúc mỏng, không có tài sản thừa kế gì nhiều, lục thân không giúp ích được gì, cả đời đều phải tự lực cánh sinh, sự nghiệp gây dựng do chính sức của mình. Song, người tuổi Giáp Tý sinh tháng 6 âm lịch lại may mắn khi được quý nhân giúp đỡ rất nhiều trên con đường sự nghiệp. Có điều, đôi khi lực bất tòng tâm, muốn làm mà chưa đủ lực, phải nhẫn nhịn chờ đợi thời cơ, tính tình cương nghị, ý chí sắt đá, có thể vượt qua khó khăn, không dễ bị gục ngã, giành được nhiều thành công trong sự nghiệp. Vận mệnh người tuổi Giáp Tý sinh tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm lịch trong năm là tiết Bạch Lộ, vận mệnh người tuổi Giáp Tý sinh tháng này rất tốt, số mệnh giàu sang, sung túc vinh hiển, được người bạn đời nâng đỡ rất nhiều. Người này tướng mạo xuất chúng, phong thái đĩnh đạc, cao sang quyền quý, trong đời có nhiều quý nhân tương trợ, mưu sự tất thành, chăm chỉ làm việc ắt có thành công, tu tâm dưỡng tính ắt nên đại nghiệp. Xem vận mệnh người tuổi Giáp Tý theo tháng sinh âm lịch, nếu sinh vào tháng 8 thì cuộc đời vinh hiển, phú quý giàu sang, tổ tiên phúc lớn, cha mẹ ơn cao, quý nhân vượng vận, sự nghiệp thăng tiến ầm ầm, càng lên cao lại càng thuận lợi. Người này có thiên tư đĩnh ngộ, có tài văn chương, trí tuệ xuất chúng, được nhiều người trọng vọng. Vận mệnh của người tuổi Giáp Tý, sinh tháng 9 âm lịch.
tháng 9 âm lịch rơi vào tiết Hàn Lộ. Người tuổi Giáp Tý sinh vào tháng này tính tình trầm ổn, song không thích nơi náo nhiệt, không thích làm người nổi trội. Từ nhỏ đã sợ lạnh, song có phúc cơm áo đủ đầy, thiếu quyết đoán, khó làm nên cơ nghiệp. Vợ chồng con cái tuy yêu thương nhau, nhưng lại khắc khẩu, tranh cãi, mâu thuẫn liên miên, không có tài ăn nói, an phận thủ thường, cẩn trọng quá mức, không giỏi giao thiệp, bạn bè không có nhiều. Sinh vào tháng 9 âm lịch, người tuổi Giáp Tý có cuộc đời bình an, hạnh phúc, an lành hưởng hết tuổi thọ. Tuy nhiên, người này lòng dạ có phần hẹp hòi, cũng nhát chết, thiếu dũng khí, không có ý chí, không có tham vọng, thường sống đâu hay đó, thuận nước đẩy thuyền, bèo dạt mây trôi. Người này khá ít nói, tính cách có phần cổ quái, thích cô độc, tuy nhiên, phúc lớn mạnh hậu, nên vẫn được hưởng hết phúc lạc thiên luân, tình cảm gia đình tốt đẹp, nữ lấy được lương phu, nam lấy được hiền thê. Vận mệnh người tuổi Giáp Tý, sinh tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch tức tháng Chạp, rơi vào tiết Tiểu Hàn trong năm, dính vào năm cùng tháng Tận, người người nhà nhà chuẩn bị cơm thịt đón Tết về, nên người tuổi Giáp Tý cũng được hưởng phúc, có lộc ăn uống, cuộc sống thanh bình, no đủ cả đời, chỉ là tiết trời giá lạnh, nên số mệnh đã định phải làm lụng vất vả, chăm chỉ, cần cù thì mới có lộc, có phúc. Vận mệnh người tuổi Giáp Tý sinh tháng Chạp khá tốt, có thể bình an sống hết cả đời, tổ nghiệp vững chắc, con cháu được hưởng phúc dày, tài sản cha ông để lại dồi dào, cha mẹ yêu thương, chăm sóc hết lòng, anh chị em sống tình cảm, đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau, vợ chồng ân ái nồng nàn, gia đình hạnh phúc. Khi mới khởi nghiệp khó tránh khỏi khó khăn, nhưng lại được quý nhân nâng đỡ, nên nhanh chóng giành được thành công. Người tuổi Giáp Tý sinh tháng này tư chất thông minh, lại thật thà lương thiện, tấm lòng bao la, hay giúp đỡ mọi người, thương người như thể thương thân, được nhiều người yêu quý. Tuy nhiên, người này có thể mắc phải các bệnh như cao huyết áp, béo phì, nên chú ý giữ gìn sức khỏe. Vâng, quý vị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 7 âm lịch năm Quý Mão 2023 của người tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng mới và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí cho quý vị trong thời gian sớm nhất. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.